Cả nhà ơi, chắc là cả nhà đang tìm những set đồ mặc phù hợp cho thời tiết bắt đầu nóng dần lên và làm sao để nó vẫn năng động trẻ trung đúng không? Thì Phương sẽ đưa ra rất là nhiều những gợi ý cho mọi người đây. Và đây là một set đồ như ý Phương vừa nói, đó là nó sẽ rất là phù hợp với cái phong cách có thể đi làm được, nhưng nó lại rất là trẻ trung và năng động và ứng dụng vào nhiều trường hợp. Ví dụ như là chúng ta đi làm về, chúng có thể mặc bộ đấy đi chơi bạn bè, đi ăn với gia đình, hoặc là có thể đi mua sắm được. Nó không quá là đồ giống đồ ở nhà, nó không quá trẻ trung mà nó rất là vừa phải, bởi vì những cái điểm nhấn nhẹ nhàng trên bộ trang phục này. Đầu tiên là về chiếc quần, đây là quần baggy nha mọi người. Quần baggy này thì nó có size từ 25 đến 28. Như Phương thì đang mặc size 25 và nặng 48 kg. Đây, mọi người nhìn quần baggy đẹp không ạ? Dáng rất là basic, nhẹ nhàng và dễ mặc với tất cả mọi người này. Rất là nâng mông luôn. Mua em baggy này thì sẽ được tặng kèm một cái belt này. Một cái belt màu nâu cam, nâu pastel rất là xinh. Đó. Phần túi cũng làm rất chắc chắn này. Cái belt thì rất là thời trang luôn. Túi thì là túi chéo nhá, có đính một gọi là một cái cúc ở đây, sẽ giúp mà nhìn nó trẻ trung hơn rất là nhiều này. Đấy. Nó cũng sẽ có một chút rách nhẹ thôi, nó không phải là nhiều. Rách nhẹ nhẹ như thế này sẽ rất là dễ mặc đi làm. Đó. Tiếp theo là đến chiếc áo này. Áo thì là dạng áo thun giấy, áo phông giấy. Thường là áo phông giấy, mọi người đừng có nghĩ là nó mỏng nha. Nghe từ giấy thì tưởng mỏng, nhưng mà áo thun giấy ở Mega Fashion là dòng chất liệu cao cấp so với những áo phông bình thường. Đây mọi người nhìn gần nhá. Đây, chất liệu cực kỳ đẹp, co giãn thoải mái. Chất liệu này không bao giờ bị xù, không bao giờ bị giãn cả. Và đặc biệt chiếc áo phông này ấy, người ta phối một cách rất là tinh tế và rất là đẹp luôn. Đầu tiên là sẽ có một cái họa tiết ở phần ngực này. Đó, nhìn đã kiểu rất là công sở rồi. Cộng với cái phần viền cổ này. Đấy, nó giả một cái chiếc sơ mi kiểu như thế. Phương nghĩ là nếu mà mặc cái áo phông này đi làm nhìn rất là thanh lịch, chứ không hề là kiểu giống áo phông bình thường đâu. Nhìn nó có thể phối với chân váy dài này, hoặc là có thể phối với chân váy ngắn này, hoặc là phối với quần jean hoặc quần baggy cũng rất là đẹp. Áo phông này thì có hai màu theo mọi người lựa chọn. Màu trắng này thì nhìn rất là thanh lịch này, màu trẻ trung hơn là màu cam, màu cam đỏ nha mọi người, rất là xinh này. Đó, cũng có logo rất là xinh nhá. Chất liệu thun giấy cực kỳ đanh vải, mọi người nhìn thấy không? Đó. Mặc set này chúng ta có thể mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê, bạn bè thoải mái. Set này thì phù hợp với tất cả các lứa tuổi, tầm dưới 40 tuổi là có thể mặc được rồi, cực kỳ đẹp. Áo thì có đủ size S, ML cho mọi người lựa chọn nhé. Phương thì đang mặc size S và nặng 48 kg. Nhưng mà áo phông thì thường là dáng của nó là dáng thụng, nên là cũng rất là dễ lựa chọn size. Kể cả những ai mà bình thường mặc size S xong rồi mặc sang size M cũng được. Hoặc là những người mà bình thường mặc size M, mặc size S cũng vẫn ok, bởi vì nó là dáng thụng, cực kỳ dễ mặc. Có thể phối một đôi giày thể thao màu trắng như thế này cho cùng màu với áo. Đó, rất là xinh luôn.